Chào các bạn, hôm nay là một ngày cuối tuần. Mình chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha. Sẵn đây là cái buổi weekend cuối tuần dinner của gia đình mình, thì mình muốn quay một cái clip để chia sẻ với các bạn cho nó vui nha. Đây là tối nay gia đình mình ăn, mình có vịt quay nè ha. Rồi mình có bánh hỏi nè, có heo quay nè, có bánh mì nè, bánh mì mới nướng ra lò hồi sớm mình đi mua nè. Đó các bạn coi nhìn coi hấp dẫn ghê không. Đó rồi mình có cái nước chấm heo quay nữa nè, đây bánh hỏi, rồi lỗ tai heo nữa nè. Đó các bạn coi vịt quay coi ở Nam Cali coi người ta bán coi nhìn hấp dẫn coi ngon ghê không. Đó vịt quay mình mua chỉ nửa con thôi chứ mình không mua một con, tại vì nhiều khi mua một con mình ăn không hết á, mình bỏ tủ lạnh nhiều khi nó cũng không ngon mấy. Đây heo quay, rồi bên kia mình có gà đi bộ nữa kìa. Gà này thì người ta làm hấp hay là hầm với xì dầu đó mình nghe nói. Rồi bên đây thì con trai mình thì nó ăn healthy, nó hay chơi basketball, mình cũng có cái clip basketball thì nó thích ăn vegetable thôi. Chứ nó dạo này nó không thích ăn cơm nữa, tại vì nó học và nó lấy mấy cái lớp nutritionist đó về ăn healthy á, cho nên mình cũng mừng là nó cũng thay đổi qua buổi ăn hàng ngày của nó cũng nhiều lắm. Và bên kia thì mình có trái cây đó, ở Cali mình sướng con cái là có trái cây tươi quanh năm á các bạn, mà cũng tùy trái thôi. Như hôm nay mình mua vú sữa kìa. Đó, vú sữa này là chắc bảo đảm nhập từ bên Việt Nam qua đó các bạn. Thấy chưa, nhìn ngon ghê chưa. Con gái mình thì nên thích ăn vú sữa, cho nên mình cũng mua một bịch cho nó. Vú sữa thì người ta bán cũng 7 đồng một pound, cũng không đến nổi. Rồi mình qua bây giờ mình có bưởi nữa kìa, mãng cầu luôn. Đó, đây là trái bưởi của mình đây. Cái bưởi này là mình mới ghé lại nhà bà dì á, trồng á nha các bạn. Các bạn coi cái trái bưởi, bưởi này mình gọi là bưởi ổi á, ngon kinh khủng luôn, ngọt. Nè, mới bứt nè, thấy chưa. Đó, nhìn đã ghê không. Thôi mình cũng có cái clip mình quay về cây bưởi của bà dì mình á. Thì nếu các bạn muốn thì các bạn vô trong cái kênh của mình Kevin USA thì sẽ thấy cái clip về cây bưởi. Giờ nó dằn khè luôn. Rồi coi mình thích nhất là trái mãng cầu. Các bạn coi cái trái mãng cầu nè. Ôi cái này chứ cũng phải là chắc cũng 2 pound, 3 pound gì đó. Nặng kinh khủng, bự thật bự luôn. Cái này là cái actual size đó nha. Nặng dễ sợ luôn, nó bự luôn. Quá cũng thế nè. Nó nặng quá trời nặng luôn. Ở đây đó cũng còn mãng cầu nữa, thấy chưa. Nè các bạn coi cái mãng cầu cái nè, nó chín nè, chín rồi nó nứt ra luôn, thấy không. Đó mình có xoài nữa. Xoài thì mùa này thì chắc có bộ tới mùa xoài hay sao, thấy tiệm bán cũng trái xoài cũng ngon nên mình mua trái xoài, mua một thùng xoài về đây. Đó các bạn coi xoài nè. Và đây trái vú sữa nè nha. Đó các bạn coi trái vú sữa nè. Vú sữa này là bên Việt Nam, chắc chắn là bên Việt Nam import qua á các bạn. Cũng hơi lạnh là chắc nhiều khi người ta bỏ trong freezer á. Đó thấy không. Và bên đây thì mình cũng còn mấy trái mít leftover, cũng còn một bọc bự lắm đem ra. Tại mấy đứa gia đình mình thì thích mỗi khi sau cái bữa ăn á, mình ăn chút chút này chút kia chút nọ. Cái mùa này cũng có dâu tây nè. Các bạn coi cái dâu tây nó bự ghê không. Nè đó, cái này là bà xã mình mua ở Sam Clubs hồi chiều á, bự ghê không. Đó, rồi cái này chanh dây. Đó, chanh dây thì cũng là cây nhà lá vườn luôn. Đó, mình thấy không. Mấy thằng con mình thì nó thích ăn chanh dây. Đó, bên đây còn mình chưa quay cho các bạn coi. Thì cái này cái món gà này, cái tiệm này làm cũng ngon lắm nè. Thấy chưa. Đó, đây là cái bữa tối cơm gia đình của mình hôm nay cuối tuần nha. Rồi mình mời các bạn ăn chung với mình nha. Ok, rồi bắt đầu.
nhìn hết sảy luôn. Trái cây mình không thiếu cái gì hết, nho, mãng cầu, rồi mít nè, dâu tây, xoài, cam, bưởi. Đó, các bạn thấy không? Gái mình thì nó thích ăn cái cracker này với cái cheese này nè. Đó. Rồi mình mời các bạn vô bàn ăn với mình nha. Alright kid, let's go. Let's start your dinner. Have a dinner. Rồi mình mời các bạn ăn nha. Đây là mình ăn đi con. Rồi ăn đi con. Mời mom đi ăn cơm, mời bà ăn cơm. Rồi ăn đi con. Mời mời bà xã nha. Rồi mời ăn. Mời các bạn ăn cơm nha. Mời các bạn ăn dinner với mình nha. Tối nay mình ăn vịt quay nè, để mình lấy cái quay rất là ngon các bạn ơi. Tiệm này là cái tiệm tiệm gì quá nè, tên tiệm Liên Hoa Barbecue á các bạn. Thấy các bạn ở Nam Cali này thì biết. Cái tiệm Liên Hoa bán rất là ngon. Đây nè, đó, cho các bạn coi cái này là cái đùi quay này, quay những cái ngon này thôi. Đó, đây là cái đùi vịt quay, thấy hấp dẫn nha các bạn. Đó, thấy chưa? Rồi mình có bánh thổi thế nè. Đó, bánh thổi rồi mình ăn với bánh mì nha. Tốt nhất cũng phải có rau mà nha các bạn. Rau nó rất là tốt cho sức khỏe mình, cho nên mình cũng phải tập ăn rau một chút. Ủa ngon quá, cái công nhận cái tiệm Liên Hoa Barbecue này bán gà mà gà gọi này gà xì dầu này cũng ngon lắm các bạn. Không chắc cũng nhiều các bạn cũng có thử rồi, nhưng mà mình cũng thử tiệm này coi nó rất ngon các bạn coi này. Lấy thêm miếng nữa coi. Nhìn coi nó juicy ghê không? Đó. Này gà gì gọi là gà tẩm xì dầu hả? Gà xì dầu. Rất là ngon luôn. À. Trong món này trong cái món này các bạn thích ăn cái món nào? Nếu các bạn thích ăn cái món nào comment cho mình biết nha. À, thấy hình như món nào cũng ngon hết trơn đó nha. Nè, chỗ này bánh hỏi nè. Đó, bánh hỏi cũng ngon nè. Rồi mình có vịt quay nè, củ ta heo nè, gà xì dầu nè, rồi gà quay nữa. Ủa muốn này lọ hả? Đúng rồi, người ta... Không, có này nè, mới hỏi. Ừ, đúng rồi, tại lò người ta bán á. Cái chỗ... Như cái đường... Long Phụng hả? Đúng rồi. Lò bánh hỏi Long Phụng á. Long Phụng á. Nên ta bán rẻ hơn bao nhiêu chục sen vậy thôi à, chứ không nhiều mấy. Em ăn rau này hả? Ôi, được rồi, em có rau bên đây rồi. Ngon quá, làm gì nhờ nhìn cũng hấp dẫn cũng ngon. Chấm này được không? Có cái gà chấm này, thịt heo quay chấm này. Cái này là suối tình sao rồi. Cái đó chấm thịt heo quay. Suối tình sao là sốt. Công nhận mấy cái trái vú sữa nhìn hấp dẫn dễ sợ ha. 7 đồng một thao. Hai con. Mua tính ra là 7 trái hả? 7 trái hay 8 trái gì đó là anh trả mua ở Tiến Phát á. Trong đó bán toàn là trái cây tươi không. 31 đồng. 8 trái. 8 trái hả? Ừ. Quá là hấp dẫn. Ngon dễ sợ, công nhận cái tiệm bánh mì Sài Gòn này nè, nằm ở đường cái gì đường Buckhurst với Westminster á. Cái con đường đó nó bán bánh mì nó rất là giòn nha các bạn, rất là ngon luôn. Ổ này hình như là chỉ có 60 sen nè, 60 sen ổ à, mới ra lò luôn á các bạn. Ăn rất ngon. Bánh mì giòn lắm. Nói chuyện xem ổ mình mua thì được bánh mì của Việt Nam mình thích ăn hơn bánh mì của Mỹ. Nhưng mình cũng mua cái bánh mì của Costco á, nhưng mà nó không có ngon.
không hiểu sao chắc cái này của người Việt Nam mình chắc bỏ cái này chắc bơ vô á. Anh vô lên anh. Bánh mì đang enjoy cái bánh mì dầu đi. Có là đây mình có. Cảm ơn bà xã. Ngon lắm. Giòn lắm. Giòn rất là giòn luôn. Rất là giòn. Ha, ngon. Ừ. Này anh mua cái miếng này ngon. Đúng rồi, thịt heo quay ngon. Heo quay cũng tùy đợt. Khi mình hơi nó mình lại thì ngon dữ sợ. Có nửa nạc nửa mỡ nó ngon. Còn nhiều khúc mà nó nạc không nó cũng không ngon nữa. Nó để mình gấp một gấp một miếng heo quay nha. Các bạn coi nó ngon lắm. Không có cái nửa nạc nửa mỡ á. Nó còn ngon lắm á. Thích cắt nó ra nửa nạc nửa mỡ. Cái miếng này nó bự. Cái miếng này có cục xương. Cái này có cục xương, cái này sườn á. Miếng này anh mua một miếng sườn, anh mua hai loại nha. Đúng rồi, nó vừa sườn với thịt. Cái nạc kia là cái sườn ha. Đây các bạn coi nè, cái miếng heo quay còn ngon ghê không? Đây, thấy chưa? Ngon á. Cái này vừa có xương với mỡ nha các bạn. Dạ. Yeah. Thấy không? Ngon. Đó. Quá là hấp dẫn luôn. Ngon quá, cái miếng heo quay này công nhận nó ngon dễ sợ nha. Ăn cắn là nó giòn dễ sợ. Rồi thôi mình ăn thử cái miếng gà nha. Miếng gà ngon lắm, mềm lắm. Ủa, anh thích ăn nào không? Ăn bánh hổi nữa hả? Em no rồi. Ăn dẹp no hả? Ăn thịt heo quay. Mấy thằng nhóc này hả? Ăn heo quay với rau thôi. Có vú sữa nè, rồi mình có mãng cầu, có dâu tây, có nho, có xoài, có bưởi, rồi có cái gì có mít, có chuối, rồi trái này cái gì thì mì raspberry hả, cũng đang cũng ngọt đó. Rồi bây giờ mình chắc cái vú sữa ra ăn trước, mình mời các bạn ăn với mình nha. Rồi đây nè các bạn, có cái trái vú sữa này từ bên Việt Nam qua đây nha các bạn. Thôi giờ mình cắt ra nghe, mời các bạn ăn với mình nha. Ý, nó có hộp ở giữa nó cứng à. Mình cũng giữ nhiều hộp lắm rồi các bạn. Mình đang ươm nó để mình trồng đó nha. Nếu mà mình lên được ra được trái vú sữa, cây vú sữa thành công là hết sảy á. Đây các bạn coi đây đó, trái vú sữa ngon chưa đó, có hộp ngon dễ sợ ha. Công nhận cái vú sữa này á, mấy bạn ở Việt Nam mà có nguyên cây vú sữa này chắc là chắc đã lắm ta. Bây giờ mình gửi nó ra, gửi cái hộp ra, chắc lấy cái muỗng ha, lấy cái muỗng rồi mới múc nó ra. Mời các bạn ăn với mình chút cho nó vui nha. Ok, đây vú sữa bên đây hiếm lắm nha các bạn, nó 7 đồng một phao, 7 đô la. Trời đất ơi, coi nè. Cái nào hết sảy ghê chưa. Milk. Đây ra. Ăn cái sữa này nè, thấy chưa. Nó ngọt quá. Xuống bắp à. Đúng là người Việt mình đặt cái tên này vú sữa cũng hay thiệt. Sữa này sữa của con Đức, nó thích à. Con gái mình nó thích à. Thích ăn cái bún sữa lắm. Thôi mình ngừng ngay đây nha. Mình chúc các bạn một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.
Xin mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau. Bye bye.